Rồi mến chào tất cả các bạn đến với kênh Thầy Toàn Vlog nha, hay là săn bắt chim lông. Thì là nói đầu tiên thì kính chúc tất cả mọi người xem clip vui vẻ, ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ha. Thì cái clip này chắc chủ yếu là gửi đến bà con nông dân thôi. Đây là lúa của mình các bạn, đợt trước mình làm cái clip giá lúa OM18 đó các bạn, thì lúc đó là lúa nó mới có chỗ ấy à, nó mới chỗ lẹt xẹt à. Thì hôm nay là chỗ đều hết bạn, đều vô gạo hơn nửa bông lúa hết trơn, hùm hùm hết trơn à. Thì cũng thông báo với bà con ha, bà con một tin là giá lúa OM18 hiện tại ở ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đó là 115.000 một dạ. Nhắc lại nha bà con, ở xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long là 115.000 một dạ. Thì này lúa này lúa của mình làm có 5 công gử à. Hôm nay thì lấy cái lúa cũng cái vàng lúa thì cũng được được thôi bà con, chứ không có được gọi là trúng cho mấy. Này chắc công này tôi đây 18 này, đó giờ mới mà vụ đầu tiên, vụ rồi mà 54 51. Này chắc hy vọng chắc được 30 dạ. Nó bị cháy bị lá quá. Không biết chưa anh em nào có kinh nghiệm, bà con nào có kinh nghiệm sử dụng thuốc men gì đó thì comment ở dưới để cho mình học hỏi với coi. Anh em đây vòng vòng đây sớm nè, này bên khu này cũng bị cháy bìa lá nữa mà hơi ít nha. Cháy bìa lá là gì nè đây bà con ha, để mình chỉnh cái máy cho nó trong lại đó. Là hai bên tự nhiên cái nó vàng, hai bên nó vàng hai mép lá đều luôn. Này chắc bị vi khuẩn quá gì đó, không biết. Giá lúa này 115.000, hy vọng được 30 dạ, đủ trả tiền phân thuốc cắt sới chứ lời lớn thì không có bao nhiêu. Bà ganh bị bể nhìn chán chết. Lúc này thì nó hơi đỡ, hành này hình như là lúa này nó chịu thưa nha bà con, dày thách, dày nó bông nhỏ nhỏ mà nó thưa thưa bông chúng. Mình lúc đầu mình không biết, mình xạ đang công tới 19 kg, sao mấy người kia nói lúa này xạ công chỉ tầm khoảng tới 13-14 kg là vừa, mình không biết đó. Ở đây đó của mình trên giữa nó hơi dày, gò đó nó hơi dày, lúc đó là gần đường nước rồi, mình sợ mưa, tháng mưa lúc mình xạ đang mưa bão á, cái còn giống dư cái mình đem mình dập đó luôn, cái cuối cùng vậy nó dày, cái nó đén, cái nó thụt xuống hơi thấp hơn hai bên mép, đúng không? Cái đường nước màu xanh xanh đó bà con thấy không đó, cái đường nước giữa lúc này mình sợ bị cái đường nước, sợ mưa ốc rồi đó, cái đó mình còn nhiều giống cái mình đem nó đó, mình quất hết. Này cái này thì hơi được được nè, lúa dày cái vậy là trúng nè, vô lúa và cái giặt lúa vậy là ngon, đều hết rất là ngon. Lúa này cũng hơi yếu phân, lúc dịch đó, lúc đợt phân cuối nó hơi yếu rồi, rồi tính gãy thêm, mà lúc đó ngay chỉ thị 16, ngay khu thì mình chỉ thị 16 nữa, mua phân nó khó khăn lắm, đi ra đường mua phân lỡ công an gặp công an cái tay luôn. Bạn mua được bao phân thì nó được, chở về thì mình nói mua phân cây lúa thì còn chấp nhận, còn mang hàng mang đi mà chưa có cái gì chở hết trơn là tôi với nó đó, 2 triệu đó. Nói chơi đâu, nó mua phân ai tin. Rồi bây giờ thì mình mời bà con ha, đi thăm mẫu ruộng của mình ha. Cái này là của ông anh, cái bên ông này xạ thưa chúng hết sức chúng. Mình chắc nhìn đất này chắc cũng cả chừng này bà con dầm nè, đất mình với ổng, mình bên phải ha, ổng bên trái, đất mình khoảng 7, đất ổng 10, chúng quá trời chúng. Này ông xạ thưa, ông xạ thưa cái cuối cùng bị mưa, mưa cái ông mướn dậm nó cũng tốn mấy triệu bạc tiền dậm đó, 2-3 triệu bạc thì tiền dậm đó. Này chính công mình đây 5 con gử, mình thì không có dậm, nó dày quá đâu có chết, cuối cùng có mình hơi đén đén hơn nè bà con thấy không, là sao dày nè, nó hơi lúa nó hơi đén đén đén. Nói chung thì dàn lúa này so với 54 51 thì 54 51 chắc đeo không nổi đâu. Ngày bờ ganh mình mới phát cách đây cũng 3-4 ngày vậy,
Giờ này mưa lên, có lên lại. Nó vàng lá quá, vàng mép lá quá trời. Mấy cái nào mà càng tốt càng bị. Nè, cái chỗ nào mà càng tốt nó xanh, chỗ xanh là nó càng bị, còn cái chỗ nào nó hơi vàng vàng là không sao. Nhưng mà không sao nha, mấy cái mà thấy thấy mấy chỗ còn có vàng vàng mà đén đén còn có dày dày chứ nó chỗ chắc lòi rồi nha. Còn như cái này là meo lắm nè, phải không? À, mấy chỗ mà xanh đen thù lùi này nè. À, thấy chơi mèo lắm đó, mấy đó là nguy hiểm lắm, lỡ mưa lớn thì những cái tiêu đó, còn mình lại đén đén, mình yếu phân tức không bằng người ta, mà ruộng kế bên mà tức lắm, thua người ta, các bạn thua chừng bao lúa là tức rồi đó. Dùng người ta sổ ra người ta 15 bao và mình có 14, 13 bao là tức, ngủ ăn ngủ không được chứ phải vẫn chơi đâu, tức gì đâu. Mình cũng y như nhau, gãy phân xịt thuốc cũng như nhau mà cuối cùng mình thua, nó tức. Năm nay mình thất bại rồi, mùa rồi là mình đứng xếp đồng, mùa này chắc tiêu rồi, thiệt chứ đúng chán. Này 2 tuần mình cũng lắc rồi, tự tự lắc nhà làm hết cũng cái 3 4 buổi gì đó. Để bữa nào mình giới thiệu cho cái dụng cụ lắc 2 tuần của mình tự chế, lắc khỏe không đau lưng. Trên kia là cái đường cao tốc, trên mấy trên kia chắc khó thấy, qua khỏi cái lụm đó đó, đó là đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đi ngang cũng đất mình ở bên kia, đất của ông già, đi ngang đất của ông già, này đất của mình, cũng lúa này thì nhìn cũng được được 30 dạ, hy vọng 30 dạ, biết nổi không. Bà con nào làm ruộng như hoàn cảnh nông dân như mình trông chờ chỉ có vụ một là lỗ trúng, hai là giá lúa thôi, công mà xin lời mùa này mùa ba ha, mùa ba lời công phán cân chịu gửi cái là trời ơi nó sướng gì đâu. Đây là cái chỗ này đó, những cái chỗ mà nó xanh tốt nhìn thấy không, cuối cùng cái nó không ra cái đá bông gì hết. Đó này là cái đầu đất, đất mình cải phân hơi hơi dư phân, rải máy xịt máy mình rải bằng máy, cái tay cũng có nữa. Tay ngót ngót lại cái chỗ giá áo nữa. Nè cái này đất của người ta nè các bà con thấy không, thấy chưa, nó bị vàng lá đó, nó vàng 2 mét hai bên không à, nè thấy không đó, cái chỗ nào càng xanh là nó càng là bị đó, như cái lỗ ngoài đó, đó là tiêu hết chân rồi, nó vàng nhìn xa là nó khô, giữa trưa mà nhìn muốn đốt được á, tưởng tượng giống như mình để bó đuốc xuống mình đốt được. Đây ta chuẩn bị tới cái chỗ bờ ganh, đây giới thiệu cho các anh em nào chưa biết mình ruộng nha, anh em nhiều khi cũng không gành cái vụ này nước ngoài đó, như đây là cái chỗ để xịt thuốc đó, thấy không, cái này là cái chỗ nè để xịt thuốc, cái này cái bàn này để mình đóng 3 cây, lựa cây chắc chắc đóng mới dán lên, rồi đây mình đào cái lỗ này sâu xuống dưới thấy vậy, nó sâu lắm à, cái lỗ này sẽ sâu cả mét ở dưới, thấy một lỗ nhỏ vậy đó, rồi có cái đường nước này nó dẫn ra đường nước giữa đó, cái gò nó dẫn cái đường nước giữa đánh đường nước ngoài, ngoài mà có miếng nước là đây ở đâu đó có nước, lỗ này là xịt phản, nếu mà nước khô ha, khô không có nước vô á là xịt khoảng cỡ 3 bình thuốc, thì mình đây mình xịt 8 bình, 8 bình mà cái lò cái lối ở ngoài đầu ngoài kia có đường nước, đường nước thì mình xịt ngoài 2 bình, ở đây xịt 6 bình, đầu dưới mình cũng làm lỗ nữa. Lúa này chứ này bị bệnh gì sao tự nhiên nó vàng, nó lép xẹp luôn, không hột, không có hột hạt gì chứ, tự nhiên nó vàng nó chín ngang này. Bên đây thì lại ông này lại tiêu hơn mình ha, rồi thắt ha. Ông xe này hay thiếu phân hay đén ha. Thôi thì mình cũng xin up video đây nha bà con, bà con xem thì nhớ đăng cho mình một like một đăng ký ha, chúc bà con năm nay thu hoạch lúa trúng mùa ha, trúng giá rồi, mến chào tất cả bà con và tất cả các bạn nha.